Ê, chào cả nhà nha. Hôm nay mình là Tuấn, em của anh Hào. Chia sẻ nhỏ nhỏ mọi người trong mấy kệ nha mấy mọi người. Mình quay. Đúng rồi tao. Đây là hoa tiên điểu, mình cắm cái nền lá xong bây giờ mình cắm hoa nha. Đây là hoa tiên điểu nha mấy bạn. Đây là lan phụ nữ nha cả nhà. Còn đây là mocha đỏ. Đây là hồng môn mỏi thôi. Bị con hai lá không bỏ như vậy.
ở dưới đeo lên mình chảy lên tháng trắng không bạn. Trong khi cắm len là mình nhớ là mình cuốn lá nha các bạn, cuốn lá cho nó chia cái phao ra xong cắm len nha. Đây là len, cái len thái nha các bạn, cái ngọn nó dài gọi là len thái, còn nó ngắn là len vuông nha. Đây, còn chính giữa này mình cắm ly miễn ngắn nha các bạn, mấy cái ly đây, mấy ly nữa. Còn 5 bông ly nữa rồi. Rồi vậy cái kệ gì đơn giản thôi nha cả nhà. Rồi cảm ơn cả nhà đã theo dõi clip nha. Cả nhà đã like và subscribe cho Hoa Đại Dương nha cả nhà. Thank you.